Kính thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, hôm nay tôi có một cái chương trình mới gọi là hướng dẫn mua đất và hướng dẫn mua bán nhà đất. Chúng ta cũng phải hiểu được rằng nếu chúng ta cần cái số tiền mà chúng ta đi đầu tư thì rõ ràng chúng ta rất là lo lắng, sợ cái rủi ro. Và khi chúng ta bán, chúng ta chuyển nhượng cái quyền sử dụng đất, một cái nhà, một cái bất động sản thì rõ ràng chúng ta lo lắng. Chúng ta không biết là cái bên kia họ như thế nào, họ có đúng hay không. Ngoại trừ một số ít anh chị là người đầu tư chuyên, đầu tư về bất động sản chuyên nghiệp, còn lại thì đa phần sẽ mất ăn mất ngủ về cái việc này. Hôm trong Tết năm 2017 thì tôi cũng có một cái anh hàng xóm, thì sau khi ảnh nhận cái số tiền đặt cọc bán cho một cái gọi là một cái thẩm phán ở trong tòa, thì anh rất là lo. Anh bảo với tôi rằng là nếu mà không gặp được em thì rất là lo lắng, và gần như là ngày nào anh cũng điện cho tôi. Tôi bảo rằng là cứ theo cái quy định của pháp luật mà làm, và tôi cũng đã hướng dẫn cho anh những cách cặn kẽ nhất để đưa ra một cái lời tư vấn thật tình và chân thật nhất. Thưa quý vị và các bạn, đó là những cái người mà họ có một cái trình độ kiến thức tương đối. Vậy thì bây giờ mình là một cái nghề khác, tức là mình bây giờ mình là buôn bán, mình là công nhân viên chức, số tiền mình dành dụm nó không lớn lắm. Vậy thì bắt đầu tiên mình mua cái nhà và mình mua đất, thì hoặc là mình bán cái miếng đất thì mình lo hay không? Còn rất là nhiều vấn đề. Vậy thì trong chương trình mà hướng dẫn mua bán nhà thì tôi sẽ ra một cái tôi sẽ có một hàng loạt những cái video liên quan đến vấn đề này để hướng dẫn quý vị và các bạn. Tôi không dám nói rằng tôi có cái trình độ chuyên nghiệp như một số anh chị chuyên gia, vì bên cạnh là tôi giúp một số cái vụ việc tranh chấp liên quan đến mua bán bất động sản nhà đất ở tòa, thì tôi còn làm những lĩnh vực khác. Có thể trong lĩnh vực này tôi có ít kinh nghiệm hơn anh chị môi giới, tuy nhiên có bao nhiêu trải nghề bấy nhiêu, đó là cái phương châm của văn phòng luật sư Đoàn Luật sư chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, cái tên của video hôm nay có tên là mua nhà đất trọng sổ. Vì sao tôi phải nói mua nhà đất trọng sổ? Thì khách hàng ra tôi họ bảo là như thế này, họ nhận chuyển nhượng một cái quyền sử dụng đất với cái giá là 500 triệu. Và khi mà nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua cái người quen đó, thì họ có nói như thế này, trong cái hợp đồng có nói như thế này: hôm nay là các bên thỏa thuận. Tôi còn nhớ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nó là 5.000, thì hai bên thỏa thuận cái giá đất nó là 200.000 đồng một mét vuông. Thì nếu trong trường hợp đo cái diện tích thực tế là bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, và các bên đã giao nhận nhau số tiền đặt cọc, đến cái ngày hẹn theo cái quy định của pháp luật thì cái bên chuyển nhượng họ lại bảo rằng là: ôi trời ơi, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi là 5.000, nhưng thực tế đo lại thì nó mất nhiều quá, nó còn có 4.900 à, mà như vậy thì tôi mất đất. Còn cái bên mà đặt cọc mua quyền sử dụng đất thì họ bảo rằng trước đây chúng ta đã thỏa thuận được cái ý chí rằng mua và bán theo diện tích thực tế, thì bây giờ chúng ta hãy tuân theo quy định của pháp luật. Và tôi cũng không rõ rằng cái giao dịch này nó có thành công hay không, tuy nhiên rằng tôi cũng có đưa một cái lời tư vấn đến họ rằng là đây cũng là một cái quy định của pháp luật. Tuy nhiên nó có hai cách nha quý vị và các bạn. Nếu trong trường hợp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 5.000, thì bên cái ý chí của hai bên, bên mua và bên bán, có thể thỏa thuận tôi bán cái miếng đất 5.000 mét này với cái số tiền là 500 triệu đồng. Cách thỏa thuận thứ hai rằng là tôi bán cái phần
tổng cái diện tích 5.000 hectare này với cái số tiền là 200.000 đồng một mét vuông. Các bên tính bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu. Thưa quý vị và các bạn, các bên tự do, tự nguyện, tự thỏa thuận. Tuy nhiên tôi cho rằng là luật sư thì tôi cho rằng chúng ta phải nên chọn cách một. Vì cái cách hai nó rất là nhiêu khê, nó rất là phiền toái. Và đây không phải là trường hợp đầu tiên mà văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc nhận được những cái lời, đưa ra những cái lời tư vấn cho khách hàng về trong trường hợp này. Vậy thì tại sao trong phòng công chứng vẫn có một cái câu rằng sau khi nhận chuyển nhượng cái phần diện tích, số tờ, số thượng, tờ bản đồ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gì đó, thì phòng công chứng có một cái câu diện tích tăng giảm do các bên tự thỏa thuận và không khi nào. Thì tại sao mình không lấy những cái tiêu chí này để mà chúng ta đưa đến thỏa thuận? Thật ra thì chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua đất và bán đất, mua nhà, bán nhà, nó còn rất là nhiều cái rủi ro. Rủi ro nó ở phía ở ngoài đem đến, rủi ro nó ở phía từ nội tại cái người bán, cái người mua, còn lắm những cái vấn đề. Vậy thì chúng ta phải nên chọn một cái biện pháp nào đơn giản, dễ hiểu và dễ gần nhất. Thì tôi cho quý vị và các bạn một lời khuyên rằng nếu trong trường hợp các bạn đi giao dịch, tức là mình đi mua đó, tổng diện tích là trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quý vị xem nó là 5.000 mét, thì quý vị hãy chủ động nói với cái ông bên bán, bên chuyển nhượng rằng tôi mua 200.000 đồng một mét vuông bất kể là diện tích tăng giảm. Và quý vị là người bán đất, quý vị là người chủ sở hữu, tôi bán, tôi có cái nhà, tổng diện tích cái nhà này là 150 mét vuông, trong đó có gồm đất và cả nhà. Nếu trong trường hợp tôi bán với giá là 1.5 tỷ, đó, giấy tờ như vậy, các anh chị sẽ xem diện tích thực tế, không cần thiết phải đo lại. Chúng ta sẽ đặt cọc, chúng ta sẽ đi đến phòng công chứng để chuyển nhượng, để bán cái nhà này, tôi lấy đúng một cái số tiền theo cái tinh thần các bên tự thỏa thuận là 1.5 tỷ. Tôi thì thực tế thì tôi có rất là nhiều những cái chuyện mà liên quan đến việc mua đất thực tế. Thì trước đây tôi cũng có kể cho quý vị và các bạn nghe rồi đó. Cái ông này ông bán tổng cái diện tích đó là 28 mét ngang ở vùng quê tôi, thì họ bán là 28 mét ngang. Tuy nhiên thì sau khi đo đạc lại, sau khi đặt cọc xong thì đo đạc lại thì nó chỉ còn 27 mét. Thì các bên cũng đã có những cái mà xúc phạm lẫn nhau. Tuy nhiên rằng là nó thật ra cái việc đó không đáng kể. Và một cái trường hợp thứ hai nữa là vị khách hàng của tôi, thì tôi tư vấn cho họ trong cái vụ việc mà họ bị cháy nhà. Thì tôi và không xin lại giấy phép xây dựng được, thì tôi có làm một cái đơn xin cứu xét. Và sau một thời gian thì nhờ cái đơn cứu xét này, và cái tôi nhớ rằng là ở đây là tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, họ đã đồng ý cho cái cô này xây nhà lại trên cái phần đất căn nhà đã cháy. Thì sau này cô lại tư vấn với tôi và cô bảo với tôi rằng là cô có mua một cái phần diện tích của một người quen, ví dụ như là 1.000 mét, và hai bên cũng thỏa thuận là giá 1 mét vuông đó là ví dụ như là 50.000 đồng. Thì sau khi mà sang tên đặt bộ thì cô mới phát hiện được rằng cái số đất đó nó bị nó không mất mà nó chuyển qua cái phần mà nó không được nhà nước công nhận, chuyển qua cái phần mà làm đường. Thì tôi cũng đã đưa cho cô một cái lời tư vấn, thôi thì bây giờ tổng cái phần diện tích của cô trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nó không mất, tuy nhiên cái mất ở đây là nó nằm ở từ cái trạng thái là đất được nhà nước công nhận và bây giờ chuyển qua đất nằm trong quy hoạch đường, biết đâu cái giá đường mà nhà nước gọi là bồi thường đó nó cũng gần bằng cái giá chuyển nhượng. Thì chúng ta hãy lấy cái gì hòa di quý để
làm việc với nhau trên tinh thần các bên cùng có lợi. Hôm nay rút lại vấn đề nha quý vị và các bạn. Trong cái hướng dẫn mua bán nhà đất thì chúng ta khi giao dịch một cái bất động sản về nhà, về đất thì khi thấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 1.000 m² thì quý vị và các bạn, nếu quý vị là các bạn là người mua, quý vị là các bạn là người bán thì quý vị và các bạn hãy thỏa thuận và nói rõ trong hợp đồng rằng mua nhà trọn sổ, trọn thửa và không có bất cứ một cái việc tranh chấp, diện tích tăng giảm không khiếu nại. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là tôi sẽ trở lại trong vấn đề hướng dẫn mua bán nhà đất để quý vị và các bạn còn những cái vấn đề còn rất là khó khăn. Hiện tại nó không phải phụ thuộc vào cái ý chí của người bán, ý chí của người mua, mà nó phụ thuộc vào những cái yếu tố bên ngoài như là đất, quy hoạch, những cái người khác tranh chấp vào đất này. Thì chắc chắn là với kinh nghiệm của một luật sư ngoại thành, tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn và tặng quý vị và các bạn như một món quà để quý vị và các bạn cập nhật kiến thức